Tôi không nghĩ anh là một người làm việc không có kế hoạch như vậy. Nếu như anh còn làm việc như thế thì tôi không thể nào hợp tác lâu dài với anh được. Bạn trẻ, doanh nghiệp của bạn có đang thiếu một lộ trình rõ ràng để đạt mục tiêu không? Điều này có thể làm cho doanh nghiệp của bạn sẽ lãng phí về thời gian, nguồn lực và tài nguyên. Tại BBC 33, chúng tôi có một giải pháp toàn diện để giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững. Hey, chào bạn. Mỗi nhân sự trong doanh nghiệp bạn đang có phải giống như một ốc đảo độc lập. Sự thiếu gắn kết sẽ làm cho doanh nghiệp của bạn mất đi tính hiệu suất, sự sáng tạo và đổi mới. Nhân sự của bạn trì trệ và mọi người thì không gắn kết lẫn nhau. Hiệu suất giảm xuống. Hãy đến với BBC 33 của chúng tôi. Câu trả lời sẽ được giải quyết rất cặn kẽ trong 2 ngày làm việc cùng nhau. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở BBC 33. Trẻ, anh có đang bị bối rối vì không biết cách đánh giá hiệu quả hoạt động công ty của mình không? Anh có biết là thiếu cái khả năng đo lường là cái con đường nhanh nhất để giúp anh bị mất phương hướng và làm cho anh không tối ưu hóa được các quy trình hoạt động trong công ty không? Hãy đến BBC 33 vì nơi đó sẽ cung cấp cho anh các cái kiến thức và công cụ để giúp cho anh và đội ngũ của mình tối ưu hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty anh. Hãy đến, đừng chần chừ. Tôi nhất định phải tham gia chương trình lần này. Em đang nói xấu gì anh đó? Tụi em đang theo sếp đúng định luôn á. Chào mừng tất cả các anh chị đã đến với chương trình Planning Bootcamp 33 của Action Coach Việt Nam. Và trong 2 ngày tới, hy vọng các anh chị sẽ có tràn đầy năng lượng và cũng như đầy đủ những nguyên liệu để chúng ta có một kế hoạch thật hoàn chỉnh và cũng như thực thi để mang về cho doanh nghiệp của mình . Chào đón tất cả các anh chị đến với BBC 33. BBC 33 kết nối sức mạnh cùng nhau vươn xa. Hệ sinh thái chung thành công bền vững. Kết nối để phát triển, cùng thắng mọi thử thách. BBC 33 thiết kế sân chơi kết nối hệ sinh thái cùng thắng.